Cuối cùng thì tôi với ông lại đồng cảnh ngộ. Chả hiểu là vợ tôi suy nghĩ cái gì. Nếu như mà tôi sai, trách móc rồi ngồi lại cùng bàn bạc với nhau có phải tốt không? Đằng này cứ thích làm lanh tanh bành tất cả mọi chuyện lên. Chẳng giấu gì ông, tôi đã thỏa thuận tài sản với vợ tôi, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn. Việc gì giải quyết được bằng tiền thì vẫn còn là rẻ. Ông không hiểu chuyện của tôi đâu. Mà tôi cũng đã nói với vợ ông đấy, đừng có nghe lời vợ tôi. Đàn bà mà, lúc nóng giận lên ấy, không thể kiểm soát được hành động và lời nói của mình. Nhiều lúc cũng làm tôi phát điên, chỉ muốn giải tán phát cho xong thôi. Vậy tại sao ông không đồng ý ly hôn đi, còn đến gặp vợ tôi nhờ cô ấy dừng vụ này lại làm gì? Tôi cũng giống như ông mà, khi xảy ra chuyện ấy thì cần phải giải quyết tất cả những mũi dùi chĩa vào mình. Cũng giống như vụ clip của ông ấy. Theo tôi biết, việc của ông không giống việc của tôi. Đương nhiên, việc của ông phức tạp hơn rất nhiều. Này, nếu như mà cô ta không chết ấy, có lẽ sự việc sẽ đơn giản hơn, đúng không? Ý ông vậy là sao? Vợ của ông thì mắt thấy tai nghe, còn bản thân ông ấy thì lại dính vào rắc rối với pháp luật. Một mớ bòng bong, khó mà có thể thoát ra được. Việc của tôi chắc khiến nhiều người hả hê lắm nhỉ? Tôi đoán là kiểu gì ông phải điều tra ra bằng được sự việc này. Nên thế. Chắc chắn rồi. Tôi sẽ phải tìm ra người nào đứng sau vụ này. Mà nếu tôi không tìm được thì công an cũng sẽ tìm được. Cái kim trong bọc mà, lâu ngày kiểu gì nó chả phải lòi ra. Cũng đúng. Sao? Thôi, chúng ta hạ bài đi. Chắc chắn hôm nay ông gọi tôi ra đây không phải để nghe ông kể lể về chuyện gia đình mình. Ông đang điều tra về dự án 13 và mối quan hệ giữa tôi với Thái. Đúng. Ông không vui à? Đó là việc của ông, tôi không ngăn cản. Ông nên nghĩ tôi có điều gì đó mờ ám đúng không? Ông thấy những nghi ngờ của tôi là không có căn cứ à? Người ngồi đây uống rượu và nghe ông tâm sự lúc này chắc chắn không phải là tôi. Ông muốn gì? Nói thật với ông nhé, tôi cũng đã định sẽ không gặp ông. Nhưng nếu mà tôi làm như vậy thì ông sẽ nghĩ là tôi trốn tránh và sẽ đổ mọi sự nghi ngờ lên đầu tôi. Tôi thì không muốn giữa chúng ta có thêm bất cứ sự hiểu lầm nào nữa. Như tôi vẫn đã nói đấy, tôi luôn coi ông là bạn. Cốt lõi của dự án 13 tôi đoán là ông đã có trong tay. Việc có thay đổi điều chỉnh ấy, nó nằm ngoài dự liệu của tôi và ông. Đó chỉ là việc làm ăn thôi, không liên quan gì đến chuyện của ông. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần cuối cùng tôi nói chuyện với ông không đề cập tới vấn đề này. Ông phải hiểu cho tôi chứ, đó là quy định của cả ban lãnh đạo. Cá nhân tôi không làm được gì cả. Thái là ai? Chỉ là một quan hệ làm ăn thôi. Ông ta thích Hà, và tôi thì đưa cho ông ta cái ông ta muốn. Đó là điều mà chưa bao giờ tôi nói thật với ông. Hà có đi cùng với tôi một vài lần tiếp khách. Điều này thì chắc chắn là vợ tôi cũng đã từng nói với Phương.
Đấy. Chuyện chỉ có thế thôi. Tôi cũng chả biết gì hơn cả. Tôi chỉ muốn nhắc ông ấy, ông Thái không liên quan gì tới chuyện của ông. Việc này Thái nhờ ông hay ông nghĩ hộ người khác? Ông vẫn không thay đổi suy nghĩ sau khi tôi trả lời tất cả những thắc mắc của ông à? Tôi đã cố gắng làm mọi việc để giữ cho gia đình của mình được bình yên, nhưng có kẻ đâm sau lưng tôi. Vì vậy tôi sẽ phải làm việc này đến cùng, và chắc chắn kẻ làm việc đó sẽ phải trả giá. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói với ông lúc này. Ông có cần tôi giúp gì không? Cảm ơn ông, tôi tự lo được.